Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Vâng, Phong thủy Tam Nguyên xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em là Đức Trung, trợ lý của thầy Tam Nguyên. Và ngày hôm nay thì Phong thủy Tam Nguyên sẽ trao đổi với các anh chị nhiều hơn về cái quan điểm về yếu tố về khai sơn, tu phương, lập hướng của năm 2019 để chúng ta có thể nắm được cái hướng nào hay là phương vị nào trong năm 2019 này, hướng nhà nào chúng ta có thể xây mới hay hướng nhà nào chúng ta nên chú ý về cái việc kiêng kỵ xây mới động thổ, và phương vị nào trong nhà là phương vị tốt để chúng ta có thể là từ đó tiến hành là có những phương án kích hoạt, hay là cái phương vị nào trong nhà mà nó xấu thì chúng ta có những phương án chúng ta hóa giải và chúng ta không có động chạm đến nó để cái việc tu sửa hay động chạm đến nó cả, bởi liên quan đến tố hung hoạn. Thì gần như đây cũng chính là những cái thắc mắc rất lớn của đại bộ phận những người quan tâm đến phong thủy, và những học viên khách hàng của Phong thủy Tam Nguyên cũng thường xuyên đặt câu hỏi đến với chúng tôi. Thì các chị biết được rằng là phàm những việc đại sự lớn trong con người chúng ta, ví dụ như là làm nhà dựng cửa hay là lấy vợ và chồng sinh con đẻ cái, nó là những cái việc rất quan trọng đối với cuộc đời mỗi người, và cái việc này thì chắc chắn nó cũng liên quan đến yếu tố về niên nguyệt nhật thời để mà triển khai thực hiện, tức là năm tháng ngày giờ để các anh chị thực hiện nó, rồi là tuổi tác nào để thực hiện nó như thế nào, hay là cần chú ý những cái điều gì trong cái việc nó là làm sao để có được những cái khí tốt và hóa giải những cái sát khí vận khí xấu. Đấy là những cái điều mà các anh chị cũng rất là quan tâm, và thực tế nó ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta để mang lại một cuộc sống thịnh vượng và tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, một điều các anh chị sẽ thấy là có nhiều cách khác nhau để các anh chị tiếp cận cái thông tin đó. Các anh chị hoàn toàn có thể chủ động tìm hiểu trên Internet, trên những trang mạng, trên những bài viết ở trên cộng đồng mà các anh chị hoàn toàn có thể tìm kiếm được trên Google. Thời buổi công nghệ 4.0 này rất là dễ. Đấy, nhưng đồng thời cũng nghĩa với việc đó là chúng ta tìm hiểu thông tin như thế thì nó không có cái tính xác thực và không có cái tính chắt lọc, không có sự kiểm định đến từ phía chuyên gia. Do vậy là cũng không ai có thể chịu trách nhiệm được với cái thông tin mà các anh chị đọc cả, cho nên khi mà anh chị ứng dụng nó không đáp ứng được yếu tố về mong chờ, nó không đáp ứng yếu tố về sự hiệu quả thì cái điều đấy trở nên rất đáng tiếc. Hay là chúng ta áp dụng những cái kiến thức mà nó trở nên lỗi thời, hay những kiến thức mà nó cũ rồi và nó ở cái trạng thái là nó đã xa với những cái sự nghiên cứu của khoa học thực tiễn về khoa học hiện đại, và nó không có tính ứng dụng cao nữa, mà chúng ta vẫn vin vào những cái quan điểm đó thì gần như nó cũng không chính xác trong cái thời buổi hiện nay. Do vậy rằng là khuyên các anh chị những việc đại sự như thế thì nên các anh chị có cái sự tư vấn và tham vấn đến từ chuyên gia thì nó sẽ tốt hơn. Và Phong thủy Tam Nguyên trên cái phương diện cung cấp những cái giải pháp liên quan đến yếu tố về tư vấn, giải pháp tổng thể về phong thủy cũng như là những cái dịch vụ hay những vật phẩm mà Phong thủy Tam Nguyên cung cấp đến các anh chị, thì các anh chị hoàn toàn này căn cứ tin tưởng cũng như là yên tâm vào những quá trình mà Phong thủy Tam Nguyên giải đáp, như nội dung video ngày hôm nay mà Đức Trung chia sẻ đến các anh chị cũng rất giá trị để các anh chị có thể căn cứ vào đó lựa chọn ra những cái yếu tố quan trọng cho cái việc phát triển về ngôi nhà của mình trong năm 2019 này như thế nào. Thế thì cái việc quan trọng ngày hôm nay chúng ta bàn đến đó là xác định được những phương hướng tốt để chúng ta khai sơn lập hướng vượng, hay là xác định được những cái phương vị tốt để chúng ta có thể tiến hành là tu tạo sửa chữa và tránh những cái phương vị xấu đi. Thì với cái tinh thần đầu tiên đó là Đức Trung hay gặp những anh chị mà trao đổi cái phương án đó rằng là tôi năm nay tôi muốn làm nhà năm 2019 này thì có làm được không? Đấy, rồi là tuổi tôi là tuổi này thì năm 2019 này tôi muốn làm nhà thì có được không? Đấy, vậy thì câu hỏi đó liệu đã đủ để Phong thủy Tam Nguyên có thể cung cấp đến các chị hay chưa? Vì rằng là các anh chị từ phía cung cấp thông tin đối với chúng tôi, và chúng tôi có trách nhiệm tiếp nhận thông tin và giải đáp giúp cho các anh chị. Vậy thì cái điều này nó cần phải rõ ràng đến từ hai phía, tức là anh chị cần phải cung cấp những thông tin nó đầy đủ và chính xác, thì căn cứ vào đó chúng tôi có thể lập luận và đưa ra những cái luận đoán về yếu tố về cắt hung phong thủy và giải đáp cho các anh chị được. Còn lại nếu như mọi thông tin nó không rõ ràng thì cái việc giải đáp nó trở nên rất khó cho cả anh chị và khó cho cả chúng tôi, và nếu như thông tin không rõ ràng thì chúng tôi từ chối, không thể tư vấn được, bởi vì rằng là chúng ta làm
khoa học phong thủy. Chúng ta làm phong thủy căn cứ trên những số liệu, căn cứ trên những cái yếu tố về khoa học, con số, chứ không thể nào thầy bói xem voi chúng ta không theo những cái phương án đấy được. Phong thủy Tâm Nguyên hoạt động trên yếu tố về phong thủy khoa học minh bạch để giúp cho anh chị trở nên dễ hiểu hơn, chứ chúng tôi nhất định không có liên quan yếu tố về xem bói, bói toán hay những cái gì đấy nó mê tín dị đoan và nó không có yếu tố xác thực nhất định, chúng tôi không bao giờ làm. Do vậy là cái việc mà anh chị làm nào căn cứ được để xác định được nhà tôi năm nay có làm được nhà hay không, hay là tuổi tôi năm nay có làm được nhà hay không, thì chúng ta cần phải giải quyết những cái điều khúc mắc đó. Cái yếu tố đầu tiên rằng là tuổi tôi có làm được nhà hay không, liệu câu hỏi này đã có chính xác hay chưa và câu hỏi này có đủ hay không, thì cái đầu tiên mà phong thủy Tâm Nguyên xác định đến với các anh chị rằng là cái thông tin tuổi của anh chị có làm được nhà hay không, cái điều đấy nó không thực sự quan trọng. Vậy nó quan trọng ở điều gì? Nó quan trọng ở cái điểm khác rằng là cái nhà của anh chị năm 2019 này các anh chị muốn làm nó có được vận tốt hay không để chúng ta làm. Tương tự như thế, cái việc mà anh chị hỏi rằng là năm 2019 này làm nhà hướng nào được, hay là năm 2019 này có làm được nhà hay không, những câu hỏi nó rất chung chung, thì nó cụ thể hơn nữa thì phải đánh giá trên cái yếu tố rằng là cái vận khí của cái miếng đất chúng ta muốn định động thổ làm nhà này thì năm 2019 nó có được vượng hay không để chúng ta làm. Cái yếu tố vượng hay là xấu hay không thì chúng ta cần phải xác định được những cái điểm quan trọng của cái thông số đấy, rằng chúng ta phải xác định được yếu tố về tọa và hướng của cái ngôi nhà này như thế nào. Cái việc tọa hướng ngôi nhà này như thế nào nó xác định trên yếu tố về độ số, chứ chúng ta không thể nào mà xác định một cách mơ hồ theo cách đó là nhà của tôi hướng bắc ghé đông một tí hay nhà của tôi hướng bắc ghé tây một tí, thì nó không cụ thể được. Bởi một cái mặt la bàn 360 độ thì nó chia ra làm 8 hướng, tức là mỗi một hướng nó là 45 độ. Và mỗi 45 độ đấy, thậm chí là theo phong thủy chúng ta nghiên cứu đến chi tiết về yếu tố cắt hung vận khí của 24 sơn hướng, tức là 45 độ nó còn chia ra cho 3, thì tức là nó còn chia ra là mỗi một cung là 15 độ. 15 độ đấy nó khác nhau rất nhiều ở các yếu tố liên quan đến cắt và hung đối với từng gia chủ như thế nào, đối với từng yếu tố về năm tháng ngày giờ như thế nào. Do vậy nó không cụ thể thì chúng ta không thể nào mà tư vấn với nhau được. Phong thủy Tâm Nguyên cũng rất khó để hỗ trợ anh chị được, và bằng cách là Phong thủy Tâm Nguyên lại phải hướng dẫn lại với các anh chị từ đầu rằng là bây giờ các bước các anh chị làm nhà để có thể có những cái thông tin xác thực thì chúng tôi mới tư vấn được. Thì vậy thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trao đổi với các anh chị trên cái phương diện video này để các anh chị nghe, để các anh chị hiểu luôn, và từ đấy thì quá trình tương tác của các anh chị đối với chúng tôi nó trở nên nó rõ ràng hơn, thì chúng ta làm việc với nhau sẽ hiệu quả hơn. Và đấy cũng chỉ điều mà chúng tôi mong muốn rằng là trong thời gian ngắn mà chúng tôi có thể hỗ trợ được đại bộ phận các anh chị để hiểu hơn về phong thủy, để cái việc làm nhà của anh chị nó trở nên nhẹ nhàng hơn và dễ dàng hơn, thì đấy là điều rất là tốt. Thế thì cái việc làm nhà như thế, chúng tôi thường hỏi là các anh chị muốn làm nhà trong năm 2019 này đúng không ạ? Các anh chị trả lời đúng rồi. Thế thì anh chị muốn làm nhà trong năm 2019 này thì cái hướng nhà của anh chị là hướng gì? Hay nhà anh chị là hướng gì và bao nhiêu độ? Cái điều đấy rất là quan trọng. Vậy thì làm thế nào để biết hướng nhà mình bao nhiêu độ? Thì hướng nhà các anh chị bao nhiêu độ thì mới có thể là xác định được căn cứ rằng là nhà của anh chị nó thuộc vào hướng bắc hay là thuộc vào hướng đông bắc, bởi vì nó có điểm giáp danh. Hay là hướng nhà chị hướng nam hay hướng đông nam hay hướng tây nam, bởi nó có điểm giáp danh với nó. Chứ nếu như đại khái theo kiểu nhà tôi hướng bắc ghé đông một tí hay hướng bắc ghé tây một tí thì nó không thể nào ra câu chuyện là rõ ràng được, và không rõ ràng thì không thể nào có sức mạnh, không rõ ràng thì chúng ta không làm việc với nhau trên tinh thần là rõ ràng được. Do vậy nó phải chính xác độ số. Như vậy làm thế nào để các anh chị có thể xác định được hướng nhà mình, thì điều đấy nó cũng là một trong những cái kỹ năng cần thiết mà các anh chị cần phải ứng dụng cái phong thủy này vào. Thì cách mà chúng ta có thể xác định được hướng nhà một cách chi tiết nhất và đơn giản nhất đó là trên chính những cái thiết bị mà các anh chị đang có trong tay, đó chính là cái smartphone, tức là cái điện thoại thông minh của anh chị ấy. Thì đối với điện thoại thì chúng ta biết nó có hai dòng, một là dòng sử dụng hệ điều hành Android, hay là những cái dòng như là Samsung, Oppo hay là HTC, rồi là những cái dòng điện thoại phổ dụng mà chúng ta vẫn dùng chạy hệ điều hành Android ấy. Hai là dòng điện thoại chạy hệ điều hành iOS, tức chính là iPhone hay là iPad. Thì đấy là những cái thiết bị mà để chúng ta sử dụng để đo được hướng nhà. Thì vốn dĩ trên cái đó, trên cái thiết bị đó thì nó có một cái ứng dụng là ứng dụng la bàn, hay là cái thiết bị đấy nó có cái tính năng là cảm biến la bàn, khiến cho khi mà chúng ta bật cái tính năng la bàn thì ứng dụng la bàn ấy, thì nó trở nên nó quay được và nó đo được hướng nhà. Thì đối với việc mà Phong thủy Tâm Nguyên chúng tôi là một đơn vị hàng đầu nghiên cứu về phong thủy, cũng như một trong những đơn vị hàng đầu cam kết với anh chị về việc nhanh chóng ứng dụng những cái điểm nổi bật và điểm thú vị, nhưng cũng như là những cái lợi thế của công nghệ thông tin vào trong cái công việc liên quan đến khảo sát, nghiên cứu và ứng dụng bộ môn phong thủy hay các bộ môn văn phương đông. Trên cái việc chúng tôi đã hoàn thành những cái ứng dụng trực tiếp trên mobile phone mà nó mang lại những công hiệu rất là tuyệt vời, như là ứng dụng la bàn viện,
là chính là cái la bàn để chúng ta tiến hành đo hướng ạ, hay là cái ứng dụng thước lộ ban để chúng ta có thể đo các kích thước liên quan trong phong thủy, hay là ứng dụng về huyệt lạc tim mạch để chúng ta có thể là ứng dụng những cái bộ môn liên quan đến đông y giúp cho sức khỏe chúng ta tốt hơn, hay là ứng dụng về lịch dụng sự để cho cái việc chúng ta sử dụng yếu tố về lịch tiểu nó trở nên là chính xác hơn và cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Các hùng ở trong đó như nào cũng thể hiện rất rõ. Đấy cái điểm nổi bật mà phong thủy Thái Nguyên chúng tôi đang ứng dụng với công nghệ thông tin. Thì quay trở lại với lại cái ứng dụng mà các chị cần phải dùng đến, đó là cái ứng dụng về la bàn Việt. Thì ứng dụng la bàn Việt, nếu như các anh chị sử dụng thiết bị Android như trên tay của Đức Trung hiện nay, tôi đang có một thiết bị, đây là thiết bị Android, và đồng thời với đó là thiết bị bên cạnh là chúng tôi có một thiết bị đó là iPhone. Đây là hai cái hệ điều hành mà tương thích chúng ta vẫn hay dùng. iPhone sử dụng hệ điều hành iOS và điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Thì đối với hệ điều hành Android, các chị vui lòng vào cái kho ứng dụng của nó là không rộng CS Play. Thì các chị vào cái kho ứng dụng CS Play và các chị gõ ở trên cái thanh ứng dụng ấy là la bàn Việt thì nó sẽ tìm ra cái ứng dụng đó. Thì với cái ứng dụng la bàn Việt thì khi mà các chị mở ứng dụng la bàn Việt ra thì nó sẽ chính là cái ứng dụng này. Nó chính là cái ứng dụng mà chúng tôi mở ra cho các chị xem đây. Đây chính là cái ứng dụng la bàn Việt. Thì các anh chị có thể thấy rằng là nó tiến hành nó quay hoạt động ở trên cái thiết bị điện thoại mà tôi đang có như này. Và đây cũng chính là cái vật dụng để chúng tôi tiến hành là đo được cái hướng nhà mình là bao nhiêu độ. Bởi vì trên đây nó thể hiện rõ độ số, nó thể hiện rõ tọa và hướng của nhà anh chị như thế nào. Thì cái điều này nó rất là quan trọng. Vậy thì cách mà các anh chị để đo được cái hướng nhà tôi là bao nhiêu độ, thì nguyên tắc về hướng các anh chị cũng phải hiểu như sau. Nguyên tắc về hướng là bước mặt ra khỏi cửa, mặt nhìn thẳng về đâu thì đấy chính là hướng. Mặt nhìn thẳng vào đâu đấy chính là hướng. Do vậy cái việc là các anh chị bước ra khỏi cửa nhà mà mặt anh chị nhìn thẳng vào đâu thì phía trước đấy chính là hướng của nhà anh chị. Thì tương tự như thế, cách mà anh chị cầm cái điện thoại trên tay thì cái điện thoại nó có một theo một cái trục điện thoại nó thẳng như này, thì đây chính là phần chân của điện thoại, nó có cái nút home hay nút back ấy, nút quay lại ấy, nó nằm ở đây, và đây chính là cái đầu của điện thoại. Thì đây là cái trục điện thoại nó chỉ thẳng về phía trước, thì đấy thì cái đầu điện thoại nó chỉ về bao nhiêu độ thì đấy chính là hướng nhà anh chị, và cái phần chân này chính là cái phần tọa của nhà anh chị. Đấy, thì cách mà anh chị đo đó là khi các anh chị bước ra khỏi cửa nhà thì các anh chị vui lòng bước ra khỏi cái mặt tiền nhà của mình, cách cái mặt tiền nhà mình khoảng 2-3 mét, thì đây là cái vị trí an toàn để các anh chị có thể đo được cái hướng nhà mình, nó tránh những cái nhiễm từ trong không gian nhà mình, ví dụ như là tủ lạnh, TV hay những thiết bị điện tử nó nhiễm từ đấy, thế cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả đo của anh chị là thiếu chính xác. Do vậy các anh chị bước ra khỏi mặt tiền nhà và cách khoảng 2-3 mét thì các anh chị dùng cái thiết bị này và các anh chị tiến hành đo. Thì cái đầu thì anh chị cầm vui lòng cầm cái điện thoại ở trạng thái cân bằng, chứ không phải là các anh chị đặt xuống đất đâu nha. Ví dụ các anh chị đứng lên thì các anh chị tiến hành là cầm điện thoại ở trạng thái cân bằng ở ngang bụng như này, và chúng ta có thể cúi xuống, chúng ta nhìn thấy có thông số báo trên đó, và chúng ta nhìn và chúng ta căn để làm sao là cái trục của điện thoại tức là từ dưới lên đầu nó phải thành một cái đường thẳng và nó vuông góc với lại cái mặt tiền của nhà anh chị. Thì như vậy chúng ta mới có thể xác định được cái hướng nó chính xác, đồng ý không ạ? Đó. Trên cái thiết bị điện thoại này, trên cái mặt la bàn này nó có cái chi tiết là cái thước cân tâm, hay chính là cái giọt cân tâm mà trong cái thiết bị thước mà chúng ta sử dụng trong xây dựng kỹ thuật đó. Đấy, xây dựng dân dụng nó có cái thước này, thì trên cái mặt la bàn này nó cũng có cái phần cảm ứng cái thước đấy. Thì khi chúng ta thấy là chúng ta đặt điện thoại trạng thái cân bằng thì cái thước đấy nó sẽ nằm ở chính giữa. Cái giọt nước hay cái giọt cân tâm ấy nó nằm ở chính giữa thì nó thể hiện là trạng thái cân bằng, và trên mặt la bàn nó biểu thị là bao nhiêu độ, thì đấy chính là hướng của nhà anh chị. Và các anh chị cũng có thể là kích vào cái nút khóa để cho cái la bàn nó đứng im lại và tay mình đỡ bị rung, thì chúng ta sẽ biết rằng chính xác là hướng nhà mình nó là bao nhiêu độ như thế. Thì căn cứ hướng nhà báo như thế thì các anh chị mới có thể là cung cấp cho chúng tôi rằng là hướng nhà tôi là hướng này nó bao nhiêu độ. Ví dụ như là nó sẽ báo rằng là cụ thể là hướng, các anh chị nhìn thấy nó sẽ thấy là cái kim nó đang nằm ở cái kim cắt để mà đo số, nó đang nằm ở hướng tây bắc chẳng hạn, thì cụ thể nó còn chia ra được, nó còn báo luôn rằng là hướng đấy là hướng tuất hay là hướng hợi hay là hướng càn và bao nhiêu độ luôn cơ. Bởi vì như tôi nói là mỗi một hướng đấy là 45 độ, thì nó còn chia ra làm 3 nữa, thì 45 chia 3 bằng 15 độ, thì mỗi một sơn hướng nó là 15 độ đấy, và 15 độ đấy nó bằng yếu tố cắt hùng khác nhau mà chúng ta cần phải biện giải. Thì căn cứ theo cái yếu tố đấy các anh chị cung cấp lại cho với chúng tôi rằng là hướng của nhà anh chị định làm nó là hướng đông nhé, hướng đông là 97 độ nhé, nó phải chi tiết như thế, hay là định làm nhà hướng tây nhé, hướng tây là 271 độ nhé, thì nó phải chính xác như vậy, thì chúng tôi mới có thể là đánh giá được rằng là với tọa hướng của nhà anh chị thì năm 2019 này nên động thổ hay là không nên động thổ, mà động thổ thì động thổ vào tháng nào thì nó mới vượng đấy, và chi tiết những cái khác nữa, ví dụ năm tháng ngày giờ triển khai động thổ hay tuổi động thổ thì chúng ta sẽ cần phải làm việc theo phương án chi tiết hơn nữa. Nhưng trước tiên là chúng tôi có thể là tham vấn và tư vấn cho các anh chị
rằng là hướng đấy năm nay có động thổ được hay không, hay hướng đấy năm nay có làm được nhà hay không, làm được nhà vào tháng nào, chúng tôi sẽ đưa ra được cái thông tin đấy đến với anh chị. Thì cái điều này vô cùng quan trọng. Tại vì sao nó quan trọng? Tại vì sao quan trọng? Vì rằng là cái quan điểm của chúng ta trước đây vẫn cứ nghĩ rằng là tuổi tôi năm nay là năm nay tôi 49 tuổi hay năm nay tôi 53 tuổi thì thấy là tôi xấu cho nên tôi không làm nhà, để năm sau tôi làm thôi, và năm sau tuổi anh chị tốt và anh chị lại làm cái nhà hướng đấy. Nhưng xin thưa các anh chị, cái việc mà chúng ta làm nhà như tôi đã nói, hướng nhà đó là cái vận khí của ngôi nhà nó quan trọng. Cái điều đấy nó thể hiện trên yếu tố về tọa hướng. Giống như con người chúng ta có năm tháng ngày giờ sinh, có nạp âm bản mệnh, ví dụ như là tôi sinh năm 1986 Bính Dần chẳng hạn, là nạp âm là Lưu Trung Hòa chẳng hạn, hay là tôi sinh năm 1983 Quý Hợi, nạp âm là thế này thế kia, hay là tôi sinh năm tương đây nạp âm như thế này, thì đấy là cái nạp âm của con người chúng ta. Còn đối với ngôi nhà thì cái tọa hướng của ngôi nhà, cái đấy được xét là bản mệnh của ngôi nhà. Vậy thì các anh chị động thổ lên đất, tức là anh chị xây nhà, thì các anh chị phải xem yếu tố của vận khí của cái nhà, chứ phải chúng ta xem vận khí của tuổi chúng ta, đúng không ạ? Tuổi của anh chị vẫn làm nhà bình thường, nhưng nếu như phạm tuổi không động thổ được thì chúng ta có thể mượn tuổi người khác, đồng ý không ạ? Thì cái đấy lại trở nên rất dễ dàng. Nhưng cái nhà nó làm được không, nó đánh giá yếu tố về tọa hướng của nhà nó có đắc khí không. Thế thì cái yếu tố về tọa hướng của nhà nó chi tiết như thế rồi, rằng là nhà tôi tọa này hướng này, nhà tôi tọa đây hướng đây, tương đế độ, thì căn cứ vào đấy thì phong thủy thẩm viên mới có thể tư vấn cho anh chị hướng đấy có vượng làm nhà hay không và làm vào tháng nào. Thì để mà căn cứ vào cái việc có làm được nhà hay không thì chúng ta phải căn cứ theo những cái biến số mà nó ràng buộc để quyết định làm nhà hay không ạ. Thì đối với phong thủy thẩm viên, cái quyết định làm nhà hay không chúng ta phải căn cứ theo những yếu tố về sát. Tại vì rằng là sát nó là yếu tố hung, sát nó là hung tinh, sát nó là yếu tố về tử. Thế cho nên là nếu như chúng ta làm vào những yếu tố về hướng mà nó bị phạm sát thì nó mang yếu tố rất nguy hiểm, nó hung hoạn và nó dễ ảnh hưởng đến yếu tố về sức khỏe, tài vận, công danh sự nghiệp, thậm chí là liên quan đến tính mạng con người. Do vậy rằng là cái việc mà chúng ta xác định cái yếu tố về hướng nhà bao nhiêu độ để đánh giá được yếu tố đấy nó có bị phạm sát không rất quan trọng. Và với phong thủy thẩm viên chúng tôi xét trên những cái yếu tố sát mà nó rất lớn để khiến cho cái việc làm nhà nó có làm được hay không. Thứ nhất đó là thái tuế sát, cái việc mà mỗi một năm đó là năm 2019 là năm Kỷ Hợi, tức là thái tuế đến phương Hợi, cụ thể nó là phương đông tây bắc. Như vậy rằng là nếu như năm nay xây cái nhà mà tọa đông nam mà hướng tây bắc mà lại là vào hướng Hợi nữa thì đây chính là hướng thái tuế mở cửa ra, chúng ta đối diện với lại là thái tuế chính thần. Điều này vô cùng sát và rất là nguy hiểm, chúng ta không xây được. Điều này chắc là các anh chị cũng biết và những người thầy phong thủy nghiên cứu cơ bản cũng nắm được điều này. Cái yếu tố sát thứ hai mà phong thủy thẩm viên chúng tôi xét đó là ngũ hoàng đại sát. Ngũ hoàng đại sát chúng ta xét đến yếu tố sát tinh của sao ngũ hoàng là sao số 5 trong hệ tính, trong cái hệ thống về cửu tinh đồ, đúng không ạ? Ngũ hoàng đại sát mang ngũ hành thuộc thổ và đây là sao đại hung tinh, chủ quản về yếu tố về tai ách, bệnh tật, rồi là mất máu, phá tài, sạc nghiệp, mất người. Thế cho nên rằng là nếu như năm nào mà ngũ hoàng đại sát đến cái hướng đó nó đóng quản ở đấy thì đây là hướng đại hung, chúng ta không xây dựng được, chúng ta không làm gì được hướng này. Ví dụ năm 2019 ngũ hoàng đại sát đến phương tây nam, do vậy xây cái nhà mà tọa đông bắc hướng tây nam là chắc chắn không làm được. Đấy. Do vậy các anh chị biết rồi mà các anh chị vẫn cứ cố gắng làm, mà các anh chị cần phong thủy thẩm viên chúng tôi tư vấn, việc như xem cho tôi cái ngày để chúng tôi động thổ cái nhà hướng tây nam năm 2019 thì xin thưa các anh chị rằng là việc đấy chúng tôi sẽ từ chối tư vấn, tại vì rằng là chúng tôi đã biết rằng nó sai hay nó xấu mà vẫn cố tình xem cho anh chị thì điều đấy nó ảnh hưởng yếu tố về phúc họa của cả anh chị và của cả chúng tôi nữa. Do vậy chúng tôi từ chối tư vấn những cái trường hợp mà đã sai mà vẫn cố làm, thì chúng ta không tương tác với nhau theo cách như thế. Do vậy rằng là tiếp nữa đó là chúng ta nghiên cứu về yếu tố sát nữa, đó là yếu tố về tam sát. Tam sát tức là chúng ta căn cứ theo cái phương sát mà năm 2019 hay bất cứ năm nào khác mà chúng ta luận đoán ra. Ví dụ năm 2019 là năm Kỷ Hợi thì tam sát nó sẽ đến ba phương, đó là Thân, Dậu và Tuất, tức cụ thể nó sẽ đến phương tây. Do vậy chúng ta xây cái nhà mà tọa tây hướng đông, tức là tọa vào tam sát và nhìn sang hướng đông thì cái hướng này nó không xây được. Do vậy năm 2019 cái nhà hướng đông thì chúng ta cũng không làm được, lý giải như thế. Hay là chúng ta xét theo yếu tố sát nữa là Mậu Kỷ Đầu Thiên sát và Mộ Long Biến Vận sát. Đây là những cái yếu tố sát mà chúng ta cần phải có phương án lập luận, luận đoán trên những cái liên quan đến thiên can địa chi của niên nguyệt nhật thời năm tháng ngày giờ và rất nhiều những cái biến số khác nữa để chúng ta luận bàn ra rằng là yếu tố sát này nó tác động đến như thế nào và thời điểm nào và cần tránh như thế nào, làm ở phương vị nào hay phương vị nào cần tránh. Thì những cái yếu tố sát đấy nó có thể là đến hướng, yếu tố sát đấy nó có thể đến tọa, và chúng ta cần phải căn cứ xác định rằng là yếu tố sát đó đến hướng nó nguy hiểm hơn,
hay yếu tố sát đó là đến tọa nó nguy hiểm hơn, và cùng với cái sự luận đoán chi tiết để chúng ta đánh giá được rằng là hướng đấy làm được hay là không làm được, thì cái điều này nó cần có cái sự tư vấn của chuyên gia, cần có cái sự nhìn nhận đến từ phía chuyên gia nghiên cứu. Và thầy Tam Nguyên với hơn 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu học thuật và ứng dụng phong thủy và các bộ môn văn hóa phương Đông trong cuộc sống, cùng với các thầy trong hiệp hội phong thủy dị ứng thế giới phân hội tại Việt Nam, mỗi một năm cuối năm các thầy đều ngồi họp bàn với nhau và đưa ra phần biện giải về yếu tố về các hung vận khí của từng phương hướng, thì điều đấy khiến cho các anh chị này yên tâm hơn và quyết định rằng là cái hướng đấy của tôi có làm được năm 2019 hay không. Điều đấy vô cùng quan trọng. Vậy thì các anh chị tiếp theo, các anh chị chú ý rằng là nếu như các anh chị đi học cái khóa kích hoạt tài lộc năm 2019, thì trong cái phần nội dung kế hoạch tài lộc thì thầy Tam Nguyên đã nói rất sâu về yếu tố về khai sự lập hướng thông qua cái việc mà các chị nhìn nhận vào cái mặt la bàn đấy. Ở trên đây mỗi một năm là thầy Tam Nguyên trong cái cuốn kích hoạt tài lộc, trong cái cuốn tài liệu kích tài lộc như thế này, trong đây nội dung về những cái liên quan đến yếu tố làm thế nào để kích hoạt được những yếu tố về thiên khí đắc cách trong năm 2019, hóa giải những yếu tố về hung họa sát khí của sao xấu, thì trong đây cũng phần trình bày rất rõ về những cái câu chuyện về khai sơn tu phương lập hướng, tức là có thể xây mới được hay là không xây mới được. Năm 2019 chỉ thể hiện rõ trên cái mặt la bàn như thế này. Để chi tiết thì các chị có thể liên hệ với đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên để có được cái cuốn sách về cái tài lộc như này, thì đội ngũ các bạn cũng sẽ tư vấn cho các anh chị chi tiết hơn. Vậy thì căn cứ theo cái mặt la bàn như này thì các anh chị sẽ thấy rằng là nó có phần ô trắng và ô đen. Đấy, thì về lý thuyết thì các anh chị có hiểu nôm na rằng là những ô đen là những cái ô mà nó mang yếu tố xấu và chúng ta không nên làm cái nhà có hướng ô đen như này với cái độ số như này. Với những ô trắng thì chúng ta có thể làm được với những nhà có cái ô trắng và với độ số như thế. Thì các anh chị căn cứ nhìn xem nếu cái ô trắng thì các anh chị có thể làm được, và ô đen thì các anh chị sẽ tránh đi và bỏ qua và không làm, nhất định không làm. Đấy. Còn lại ô trắng làm được và làm được vào cái tháng vượng nào thì chúng tôi lại chia sẻ tiếp đến các anh chị ở cái phần liên quan yếu tố về biện giải. Đấy. Ở cái trang bên cạnh nó sẽ có cái phần yếu tố về biện giải, tức là yếu tố về biện giải đến từng phương vị, về các hung vận khí của từng phương như thế nào để các anh chị có thể nắm được. Đấy. Trên đây biện giải rất kỹ về tất cả, bao gồm là bốn phương tám hướng cũng như là vị trí cả trung cung nữa, về tính cát và tính hung của nó như thế nào, rằng là có làm được mới hay không, hay có động thổ hay có tu sửa hay không, nó rất chi tiết ở đây, từ các phương vị nam bắc đông tây trung cung tây nam đông nam tây bắc và đông bắc rất cụ thể rõ ràng. Ở cột khai sơn lập hướng rằng là khai sơn lập hướng được phương vị nào, tu phương được phương vị nào và tháng vượng nào để triển khai. Thì như các anh chị đã biết, với cái mặt đồ hình 24 sơn hướng như thế thì nó chia ra làm bao gồm là 8 hướng, và mỗi một hướng này là 45 độ, và lại chia tiếp ra làm 3 cung nữa trong các hướng đấy. 8 x 3 bằng 24 thì chúng ta gọi là 24 sơn hướng á. Thì mỗi một sơn hướng ở đây nó là 15 độ, và cái yếu tố sơn hướng 15 độ nó có cái sự khác nhau về yếu tố về cắt hung, từ yếu tố về tốc độ lưu thông khí, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ hướng gió, rồi là mang các cái hình thái khác nhau về trường khí, để cái yếu tố đấy nó tác động đến ngôi nhà và những con người sống trong cái ngôi nhà đấy, nó mang lại cắt và hung như thế nào. Thì cái này cần phải có sự biện giải rất là kỹ lưỡng và nghiên cứu rất chuyên sâu. Thì các anh chị nếu như không nắm được thì cần có sự tư vấn từ chuyên gia, điều đấy sẽ tốt hơn. Và Phong Thủy Tam Nguyên muốn lắng nghe những cái câu hỏi thắc mắc của anh chị, cũng như rằng là lắng nghe những câu hỏi đó, các anh chị có thể đến văn phòng chúng tôi hoặc là mời chuyên gia đến với trực tiếp ngôi nhà của anh chị, điều đấy cũng là điều tốt lành. Và các anh chị hoàn toàn có thể chủ động liên hệ đến cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để mà có cái sự tư vấn chi tiết hơn. Thế quay trở lại với câu chuyện về la bàn 24 sơn hướng, thì các anh chị biết rằng là 24 sơn hướng đấy nó mang yếu tố cắt hướng khác nhau, và chúng ta cần phải luận bàn đến từng sơn hướng một. Thì các anh chị sẽ thấy ô nào đen thì chúng ta không làm, ô trắng thì chúng ta làm, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là phương bắc bao gồm 3 sơn hướng là nhâm tý quý, đúng không? Tiếp nữa đông bắc bao gồm là sửu vân dần, đông bao gồm là giáp mão ất, rồi đông nam bao gồm là thìn tuấn tỵ, phương nam bao gồm bính ngọ đinh, tây nam bao gồm mùi côn thân, phương tây bao gồm là canh dậu tân, và phương tây bắc bao gồm là tuất cản hợi. Thì từng cái phương này nó mang yếu tố về cát và hung như thế nào thì các anh chị nghiên cứu ở cái phần biện giải chi tiết trong cái bảng liên quan đến khai sơn tu phương lập hướng để các anh chị hiểu rõ, và chúng ta đi chi tiết vào từng hướng một để các anh chị có thể nắm được, đồng ý không ạ? Với hướng đầu tiên đó là hướng nam. Hướng nam năm 2019, hướng nam bao gồm 3 sơn hướng là bính ngọ đinh. Đấy. Thì hướng nam năm 2019 thì chúng ta hoàn toàn để khai sơn lập hướng tốt được, nhưng cần nên chọn vào cái tháng vượng để chúng ta tiến hành là triển khai. Thì chúng ta nhìn sang cái bảng bên cạnh phía bên ngoài, đó là cái tháng vượng, ở đây chúng ta xét về tháng âm lịch để chúng ta tiến hành là lập hướng với nó.
Đấy. Thì lập hướng đối với hướng Nam nó bao gồm các tháng là tháng Giêng, tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11, tháng 12 âm lịch. Đấy. Và đây là cái phương mà năm 2019 do sao Tam Bích Thị Phi đến với phương này trên chủ về Thị Phi và Khẩu Thiện. Tuy nhiên cũng không phải là cái điều mà quá hung hãn mà chúng ta không thể hóa giải, và chúng ta vẫn có thể tiến hành là tu tạo sửa chữa được cái phương vị Nam ở trong nhà mình. Và chúng ta nên tu phương vào các tháng đó là tháng Giêng, tháng 6, tháng 8 và tháng 11. Tiếp theo đối với lại hướng đó là hướng Bắc. Hướng Bắc thì bao gồm 3 sơn hướng là Nhâm, Tý, Quý. Đối với hướng Bắc thì năm nay lại là cái hướng mà chúng ta khai sơn lập hướng mang yếu tố về đại cát, tức là rất là vượng. Đồng thời tu tạo sửa chữa phương này cũng rất vượng. Về lập hướng chúng ta có thể tiến hành là tu tạo sửa chữa. Về lập hướng chúng ta có thể tiến hành là xây mới vào tháng 2, tháng 3, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11, tháng 12 âm lịch. Tu phương tức là tu tạo sửa chữa phương vị Bắc trong nhà chúng ta có thể làm vào tháng 2, tháng 7, tháng 9, tháng 12 âm lịch. Đối với nhà hướng Đông bao gồm 3 sơn hướng là Giáp, Mão, Ất thì do rằng là cái phần tọa của nhà đó là phần do rằng là cái phần tọa của ngôi nhà, tức là nếu như cái nhà hướng Đông thì tọa chắc chắn là tọa Tây, do cái phần tọa đấy nó phạm tam sát, phạm cả phá toái, do nên rằng là cái hướng này chúng ta không nên khai sơn lập hướng. Đấy, do vậy rằng là chúng ta chú ý vì rằng là tam sát đến phương tọa yếu tố sát rất lớn, do nên chúng ta không nên xây cái nhà mà tọa Tây hướng Đông năm 2019 này, dân hướng Đông chắc chắn là chúng ta không làm. Đồng thời là cái sơn Mão nó lại phạm cả Mộ Long biến vật nữa, cho nên lập hướng rất là xấu, rất là hung mạnh, cho nên là lập hướng chúng ta không làm. Còn lại tu phương thì chúng ta nên tu tạo sửa chữa có cái mục đích cũng như là có cái tháng vượng để chúng ta triển khai, do rằng là năm nay cũng là cái điều mà may mắn do cái phương Đông này có sao lục bạch tài tinh đến và ngộ với đại hao, thế cho nên là chúng ta cũng có thể là tu phương nó dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, thì chúng ta làm vào tháng 5, tháng 9 hoặc tháng 11 âm lịch. Bước sang hướng tiếp theo là hướng Tây. Hướng Tây bao gồm 3 sơn là Canh, Dậu, Tân. Do rằng là cái phần tọa của hướng Tây, tức là tọa đông hướng Tây đúng không ạ, đi vào chi tiết nữa thì các anh chị sẽ thấy rằng là nếu như vào cái phần chính tọa của cái hướng chính tọa của nhà hướng Tây, tức là tọa Mão và hướng Dậu ấy ạ, Mão nó thuộc về phương Đông và Dậu nó thuộc phương Tây, tức là tọa Mão hướng Dậu, tức là tọa chính Đông và hướng chính Tây, thì do rằng là Mão sơn, sơn tức là tọa đấy ạ, Mão sơn phạm Bộ Long, cho nên rằng là cái phần tọa nó phạm với hung, hướng thì lại là hướng phạm tam sát, thế cho nên là cái hướng chính Tây và tọa chính Đông thì năm 2019 chúng ta không nên làm. Hai hướng còn lại đó là hướng Canh và hướng Tân thì nó thứ cát, do vậy rằng là chúng ta vẫn có thể triển khai được. Lưu ý với các anh chị rằng là tam sát thì đến tọa thì nó nguy hiểm và nó sát lớn hơn với lại tam sát đến hướng. Nếu như tam sát đến hướng thì các anh chị vẫn có thể làm được, tuy nhiên chúng ta cần phải chọn vào cái thời điểm mà nhật nguyệt đáo sơn, thời điểm mà cát tinh đáo hướng thì chúng ta mới có thể triển khai được thổ được, và việc này cần phải có sự tư vấn đến từ chuyên gia, chứ các anh chị không nên xem qua một cách đại khái nôm na ngày hoàng đạo giờ hoàng đạo các anh chị làm, nó không cụ thể được và nó có những cái chuyện bất ngờ nó đến thì chúng ta không nắm được. Về tu tạo sửa chữa thì chúng ta có thể tu tạo sửa chữa được, nhưng mà cần phải chọn vào cái tháng vượng nó tốt hơn. Về việc lập hướng với hai cái sơn hướng thứ cát đó là hướng Canh, hướng Tân, các anh chị có thể lập hướng vào tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 9 hoặc tháng 11 âm lịch. Tu phương thì chúng ta có thể tu phương vào tháng 3, tháng 5 hoặc tháng 11 âm lịch. Đối với phương vị trung cung thì phương vị trung cung tức là nằm ở giữa, cho nên chúng ta không có phần lập hướng ở đây, bên chúng ta chỉ có phần tu tạo thôi. Tu tạo sửa chữa thì tu tạo sửa chữa ở phương vị trung cung này là rất là vượng, rất là tốt, do yếu tố về năm 2019 bát bạch tài tinh nhập trung cung, niên bàn huyền không của niên vận và đại vận trùng phùng với nhau, thế cho nên là phương trung cung tức là ở phần giữa ngôi nhà của anh chị hoặc giữa phòng khách anh chị năm nay đại vượng, trên đây cũng chính là phương án mà các anh chị nên kích hoạt tốt hơn bằng những cái pháp khí, bằng những cái vật phẩm phong thủy cát lành, các anh chị đặt ở phương vị trung cung này. Và đây cũng chính là phương vị mà các anh chị tu tạo sửa chữa được. Các anh chị làm vào tháng 2, tháng 5, tháng 7 hoặc tháng 11 âm lịch. Phương Tây Nam. Phương Tây Nam bao gồm 3 sơn hướng là Mùi, Khôn, Thân. Phương này tối kỵ khai sơn do phạm ngũ hoàng đại sát, là một trong năm yếu tố sát vô cùng lớn mà lúc đầu chúng tôi đã nói. Đó là ngũ hoàng đại sát là cái sát rất lớn, ảnh hưởng đến trực tiếp đến nhân đinh trong nhà, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc, thị phi, công danh sự nghiệp đều bị ảnh hưởng. Do vậy chúng ta tuyệt đối không khai sơn lập hướng đối với hướng Tây Nam năm 2019 này. Đồng thời rằng là yếu tố về phần tọa, tức là tọa Đông Bắc đấy ạ, tức là Đông Bắc bao gồm là Sửu, Cấn, Dần, thì phần Cấn sơn
đấy, thì nó bị phạm bộ long sửu mùi, thì cho nên sửu mùi là hai cái hướng là nó cũng không có đắc cách. Do vậy tự trùng lại hướng tây nam là hướng chúng ta không nên làm trong năm 2019 này. Do vậy lập hướng chúng ta chắc chắn không làm. Tu tạo sửa chữa thì chúng ta nên hạn chế, và nếu có làm thì chúng ta cần xác định chính xác phương vị nào và làm vào các tháng vượng, là tháng 5, tháng 8 hoặc tháng 10. Điều này cần có sự tư vấn đến từ chuyên gia có làm được hay không. Đông nam bao gồm ba sơn hướng là Thìn, Tốn, Tị. Chúng ta chọn khai sơn lập hướng thì nó sẽ tốt hơn vào, bởi vì rằng là chọn cái tháng vượng để khai sơn lập hướng, do cái hướng này nó cũng thứ cát chứ không phải là tốt hẳn. Vì rằng là các anh biết hướng đông nam thì tọa sẽ là tọa tây bắc. Nếu như tọa tây bắc nó rơi vào tọa hợi và hướng Tị thì tức là tọa vào thái tuế và hướng sang tuế phá, bởi vì Tị hợi tương xung. Do vậy hướng Tị nó là hướng tuế phá, thì rằng là cái hướng này nó rơi vào hướng thứ cát, đồng thời cái phần tọa là cái phần tây bắc nó lại phạm cả thái tuế, nó phạm cả mộ long nữa, thế cho nên phần tọa nó cũng không đắc thực sự. Cho nên tọa mà phạm thì hướng chúng ta cũng cần phải xét rất kỹ. Thì hướng này đánh giá trên tinh thần của phong thủy tam nguyên thì đó là hướng thứ cát, thì các anh chị lập hướng cũng cần phải lựa chọn vào cái tháng vượng chúng ta làm, đó là tháng giêng, tháng 3 hoặc là tháng 10. Nếu là tháng 3 đây chính là tháng mà chúng ta có thể khai sơn lập hướng được với hướng đông nam, còn nếu không thì các anh chị để tận sang tháng 10 nhé. Đối với tu tạo sửa chữa thì không nên, thì chúng ta không nên tu tạo sửa chữa ở cái phương này, do cái phương này nó phạm, thứ nhất là phạm mậu kỷ đối thiên sát, do rằng là thất xích phá quân kim đến cái hướng đông nam. Trong niên bàn của vận 8 thì sao thất xích phá quân, tức là sao số 7 là sao thất vận, nó chủ về phá tài, chủ về kiện tụng, thế cho nên rằng là cái sao này nó là sao đang thoái vận, cho nên nó không còn là sao tốt nữa, cho nên chúng ta phải chú ý. Phương này nó phạm cả tuế phá và bình dương nữa, cho nên tối kỵ tu phương sửa chữa. Cho nên là tu phương sửa chữa chúng ta tuyệt đối hạn chế, và nếu có phải làm thì cần phải có sự tư vấn đến từ chuyên gia, và chúng ta có thể làm vào tháng 10 âm lịch. Đối với hướng tây bắc, tây bắc thì bao gồm là ba hướng là tuất, cản, hợi. Thì đối với hướng tây bắc này chúng ta tối kỵ khai sơn lập hướng, do chắc chắn hướng hợi là hướng thái tuế, nó phạm vào thái tuế sát, là một trong năm cái sát mà tôi đã nói rồi, nó phạm thái tuế sát và phạm cả mộ long biến vận sát nữa, cho nên là chúng ta không nên khai sơn lập hướng đối với hướng tây bắc này. Tây bắc bao gồm là tuất, cản, hợi, thì hợi nó phạm thái tuế, còn tuất cản còn lại thì nó phạm mộ long, trên chúng ta không nên làm đấy, không nên khai sơn lập hướng, trên lập hướng thì chúng ta không làm. Còn tu phương thì chúng ta rằng là tốt nhất là nếu anh chị không tự tin thì không nên tu phương sửa chữa đối phương tây bắc, thì chúng ta để làm khác. Còn nếu mà vẫn phải làm thì cần phải chọn lựa rất kỹ về phương vị, độ số, cũng như rằng là đến từ tư vấn từ chuyên gia, thì các anh chị có thể làm vào tháng giêng, tháng 4 hoặc tháng 12 âm lịch. Hướng tiếp theo và hướng còn lại đó là hướng tây bắc, hướng đông bắc. Hướng đông bắc bao gồm ba sơn hướng là sửu, cấn, dần. Thì vì rằng là ngũ hoàng đại sát tinh đến phương tọa, tức là tọa tây nam hướng đông bắc, đúng không ạ, là đến phần tọa là tọa tây nam. Tiếp theo nữa là bệnh phù là sao số 2, nghĩa bệnh phù lại đến hướng phạm cả tam môn bạch hổ, cho nên là hướng này đánh giá là hướng bán cát, nó không đắc hẳn. Yếu tố về tọa của hướng đông bắc, tức là tọa tây nam hướng đông bắc, ngũ hoàng đại sát đến tọa, thì yếu tố sát của nó lại không nguy hiểm bằng yếu tố về sát đến hướng. Yếu tố sát đến hướng tức là hướng tây nam, vừa rồi chúng ta có nói là hướng tây nam không làm được, nhưng tọa mà tọa tây nam ngũ hoàng đến tọa, chúng ta hoàn toàn là kháng chế và tiến hành hóa giải được bằng cách là chọn lựa cái thời điểm mà nó cắt tinh cao chiếu, cũng như là thời điểm mà nhật việt đáo sơn nó ok được, chúng ta vẫn làm được. Thì đối với lập hướng chúng ta chỉ triển khai được vào tháng 5 hoặc tháng 8 âm lịch mà thôi. Hiện nay đang là tháng 3 rồi, cho nên những anh chị nào mà có xây dựng nhà hướng đông bắc thì các anh chị cần phải chú ý nhiều hơn, rằng là chúng ta nên chuẩn bị những cái phương án kỹ lưỡng về chi phí xây dựng, rồi là thợ thuyền, rồi là phương án về hồ sơ phong thủy để các anh chị tiến hành làm được kỹ hơn. Thì chúng ta có thể là khai sơn lập hướng vào tháng 5 hoặc tháng 8 âm. Còn tu tạo sửa chữa thì các anh chị chú ý cũng nên chọn tháng vượng, tu phương các anh chị làm vào tháng 4 hoặc là tháng 5 âm lịch. Thì đối với cái phần liên quan đến khai sơn tu phương lập hướng này, để mà chi tiết hơn thì các anh chị cần phải có cái sự cung cấp đầy đủ đối với chúng tôi về cái yếu tố là độ số hướng nhà anh chị như thế nào, các anh chị muốn triển khai trong năm 2019 này hay là năm nào, rồi là ngày tháng năm sinh các thành viên trong gia đình anh chị nữa. Như vậy ba cái phương án để chúng tôi có thể là tiếp nhận thông tin anh chị: thứ nhất, hướng nhà và nhiệt độ; thứ hai, ngày tháng năm sinh các thành viên trong nhà, để đánh giá được rằng là theo định long tam hợp phái chúng tôi, hướng đấy nó có vượng long với cái nhà anh chị không. Nếu như cái hướng nhà đấy mà nó đã không đắc vận lại còn không hợp long nữa thì tốt nhất chúng ta stop, chúng ta làm vào năm khác thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì rằng là không hợp long đó là đã là cái hạn chế. Tiếp nữa rằng là lại không đắc vận nữa thì chúng ta tốt nhất là không nên làm vào những cái yếu tố về nó không đắc nó xảy ra, thì chúng ta tốt nhất là nên tránh đi, đồng ý không ạ?
Vậy thì các anh chị cần phải cung cấp những thông tin như vậy thì Phong Thủy Tài Nguyên chúng tôi mới có thể tiếp cận được những cái thông tin chính xác và tư vấn các anh chị cụ thể được. Đấy, và cái yếu tố về chúng ta chuẩn bị kỹ càng như thế này thì nó giúp cho cái việc chúng ta làm nhà dựng cửa trở nên tự tin hơn, từ cái yếu tố về vận khí nó đắc để mà tự tin, chúng ta không có lo lắng tuổi của tôi không làm được thì ok, tôi mượn tuổi động thổ vẫn có thể được. Rồi là những yếu tố về năm tháng ngày giờ triển khai như nào thì Phong Thủy Tâm Nguyên cũng sẽ có cái phương án tư vấn về triển khai cùng với anh chị. Và đặc biệt rằng là để mà làm nhà thì chúng ta nên có sự đầu tư liên quan đến lập những cái công năng liên quan đến hồ sơ phong thủy thì nó sẽ chi tiết hơn. Hồ sơ phong thủy là cái bộ hồ sơ nhận diện giống như trên màn hình mà các anh chị nhìn thấy đây. Nó thể hiện những cái hạng mục hồ sơ chi tiết để các anh chị có thể làm một cái ngôi nhà từ những cái bước liên quan đến động thổ, liên quan đến trấn trạch, liên quan đến chi tiết bố trí công năng cách cục trong nhà, rồi là họa tiết màu sơn mặt tiền như thế nào, bố trí công trình ngầm, đường nước ra, đường nước vào ra làm sao, bố trí phòng thờ, rồi là chọn tuổi tác làm ăn, rồi là các cái phương án năm tháng ngày giờ để triển khai hạ giải, động thổ, cất nóc, đổ mái, nhập tranh. Tất cả những cái đó đều được hiển thị trong bộ hồ sơ phong thủy này. Và các anh chị nên có cái sự đầu tư, nghiên cứu cũng như là liên hệ với đội ngũ tư vấn của Phong Thủy Tâm Nguyên để chúng tôi hướng dẫn tư vấn các anh chị về cái bộ hồ sơ phong thủy này, thì việc làm nhà của anh chị cam kết nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Để mà cụ thể hơn thì những thắc mắc của anh chị, các anh chị nên đặt lại câu hỏi ở phía phần bên dưới bình luận, bao gồm là họ tên, năm sinh và câu hỏi cần được giải đáp, thì chúng tôi sẽ tương tác với các anh chị để tiến hành là giải đáp các anh chị. Hoặc các anh chị cũng có thể chủ động liên hệ đến cái số hotline hiển thị ở trên màn hình như thế này, thì chúng tôi cũng sẽ căn cứ vào đó lắng nghe những cái tiếp nhận của anh chị, câu hỏi của anh chị và tư vấn các anh chị. Cái nào mà sẽ miễn phí được chúng tôi sẽ luôn nhiệt tình để tư vấn các anh chị. Những phần tư vấn nào mà cần có phí chúng tôi cũng sẽ báo phí một cách chi tiết nhất để các anh chị có thể căn cứ tham khảo nghiên cứu. Và khi mà rõ ràng chúng ta những thông tin và chúng ta làm việc được như thế thì cái việc rõ ràng thì nó sẽ tạo ra sức mạnh, và cái sức mạnh đấy nó khiến cho anh chị trở nên thanh tâm an lạc hơn, làm nhà nó trở nên là việc vô cùng nhẹ nhàng dễ dàng, chứ chúng ta không cần phải lo lắng, không cần phải mất ăn mất ngủ, ốm đau làm gì cả. Làm nhà nó là cái tốt, tuy nhiên làm nó cần có sự hiểu biết. Sự hiểu biết đấy đến từ sự tư vấn từ chuyên gia. Và Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi tự tin với những cái năng lực mà chúng tôi đang có thể giúp đỡ các anh chị yên tâm trong cái quá trình mà xây dựng một cái ngôi nhà, kiến tạo được một không gian sống như này. Cảm ơn các anh chị và hẹn các anh chị trong những video tiếp theo. Đức Trung, trợ lý Thủy Tâm Nguyên, chào các anh chị.